Anh em, hôm nay mình sẽ review lại gắn cái cầu dao chống giật của hàng Panasonic. Anh em thấy không? Panasonic nghe anh em, công suất dòng cắt 200 điện áp 240V anh em. Dòng tải là 6.000. Đây là CB 63. CB này nói chung thì điện gia dụng mà nhẹ quá thì đừng nên xài nha anh em, tại vì nó nhẹ hơn cái tải của nó ít bật lắm em. Cái này chỉ sử dụng cho những mà công trình, những nhà mà xài điện nhiều anh em, xài điện lớn anh em. Đó. Nói chung là cái này mình xài cho những chỗ mà shop thời trang này nọ, điện cần lượng điện nó nhiều anh em, máy lạnh này nọ nhiều nè. Như công trình nè, điện rất là nhiều anh em, ba cái máy lạnh nè anh em, mà điện thắp sáng nè, nó điện thắp sáng đó, anh em thấy không, điện thắp sáng rất là nhiều, cho nên mình mới xài dòng này anh em. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi gắn nó thôi anh em ơi, anh em thông cảm, nói chung có nên mình à. Mình cũng chia sẻ chút xíu, ở đây nó có cái hiệu là nguội nè anh em, mình sẽ đấu dây nguội vô này anh em, còn điện ra là nóng là nằm ngay đây anh em ơi. Đó, mình sẽ gắn vô ngay chỗ này anh em, điện này mình đang xài anh em. Đó, cái này thì cầu dao của shop cũ, công CB tổng là của shop cũ anh em, bây giờ mình chỉ gắn thêm cái CB chống giật vô thôi anh em ơi, cho nó an toàn. Đó, điện vẫn có, mình tắt nè. Ngồi nghe anh em, cao không tới anh em, mà mình lấy mình xin anh em. Vô anh em, khi đấu mình tắt cầu dao anh em, mà cho nó không an toàn. Pha nóng pha lửa nè anh em, mình CV tổng mình sẽ bên này anh em, tại nguồn lửa bên này anh em, nếu không biết bút thì anh em cứ để vô bên nào có đèn mà nó lửa anh em, mình ở đây mình đã thử rồi. Pha mát bên này là pha nóng anh em, còn pha bên này là pha nguội, còn dây nóng của mình đi vô CV chống giật là mấy bên này anh em, còn có cái gì bên nào là pha nguội anh em để ý giùm mình. Sẽ đấu dây cho cấp cho điện gia đình anh em, cộng dây đỏ này, tại vì mỗi người làm mỗi khác, cái chủ xưa người ta sử dụng dây đỏ này, nhưng thật sự dây đỏ là dây nguội anh em, tại dòng dây đỏ nó nhỏ hơn dây đỏ này, nó chỉ có 2.5 thôi, còn cộng dây vàng này là dây 4 chấm, người sao người ta đi tiết kiệm anh em, dây nguội bây dây nhỏ anh em, chứ thật sự mình nếu mình đi dây điện hết gia đình hết cho làm dây 4 chấm hết, còn cái này là của chủ cũ mình lại mình gắn thêm thôi anh em, cho nên mình không có đây dây nguồn. Rồi bắt đầu mình gắn dây pha nguội trước anh em, nguội là mình bên đây có cái hiệu nguội nên em bên CV chấp nhận của hàng Panasonic, còn hàng của thằng LSS á là nó vẫn đi theo chiều của thằng này anh em, chỉ có Panasonic là nó làm gì anh em. Pha nguội là hàng bao này, rồi mình sẽ gắn vào đây.
Đây là pha nóng, mình sẽ gắn pha nóng đây nè, pha lửa đó. Rồi ok, này mình sẽ test đèn nè. Ok anh em.